Ngày 4 tháng 7, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Mạnh Hùng sinh năm 1990 ở phường Mộ Lao về tội cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó vào ngày 28 tháng 6, Công an quận Hà Đông tiếp nhận đơn trình báo của bà Vũ sinh năm 1966 ở phường Vạn Phúc về việc nhà bà bị ném chất bẩn. Người phụ nữ này nợ đối tượng xã hội 500 triệu đồng. Công an cũng xác định vụ việc có dấu hiệu cho vay lãi nặng và ném chất bẩn để đòi nợ nên đã điều tra làm rõ, bắt giữ Phạm Mạnh Hùng. Tại cơ quan công an, Hùng đã khai nhận cho vay lãi nặng từ cuối năm 2023 dưới hình thức vay trả lãi ngày và vay bốc họ với lãi suất từ 146% đến 365% trên một năm. Hùng không mở cửa hàng mà thông qua giới thiệu. Khi có khách liên hệ, Hùng gặp để thẩm định về khả năng trả nợ rồi mới cho vay tiền. Hùng yêu cầu khách viết giấy vay nợ và giữ lại một số giấy tờ cá nhân của khách để làm tin. Khi khách không trả tiền theo thỏa thuận, Hùng sẽ gọi điện, nhắn tin đe dọa và ném chất bẩn vào nhà để ép trả. Trường hợp của bà Vũ, do cần tiền để xử lý việc cá nhân thông qua bạn bè giới thiệu nên đã liên hệ với Hùng để vay lãi ngày. Bà Vũ cho vay 6 lần với tổng số tiền 500 triệu đồng, lãi suất 8 đến 10.000 đồng một triệu một ngày, tức 292 đến 365% trên một năm. Thỏa thuận đóng lãi theo kỳ 10 ngày trên một lần. Tổng số tiền lãi bà Vũ đã trả là 443 triệu đồng, chưa trả tiền nợ gốc. Sau đó bà Vũ chậm trả nợ nên đã bị Hùng nhắn tin chửi, đe dọa và 4 lần ném chất bẩn vào nhà. Liên quan đến vấn đề cho vay nặng lãi, sáng nay ngày 5 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Trang sinh năm 1985, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Khởi tố bắt tạm giam Trần Văn Nhân sinh năm 1994, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên và Trịnh Minh Thư sinh năm 1994, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Duy Xuyên nhận thấy việc tổ chức và tham gia biêu hụi trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến phức tạp. Ngoài các hình thức biêu hụi truyền thống, các chủ hụi còn tổ chức biêu hụi online thông qua mạng xã hội để cho vay lãi nặng, chiếm đoạt tài sản, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích. Công an huyện Duy Xuyên đã xác lập chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua hoạt động hụi online của nhóm hụi online Trần Nhân để tập trung lực lượng, phương tiện và biện pháp đấu tranh làm rõ. Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 20 tháng 6 vừa qua, Công an huyện Duy Xuyên đã triệt phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua hoạt động hụi online. Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2023 đến nay, Hồ Thị Trang cùng Trịnh Minh Thư, Trần Văn Nhân đã tổ chức hàng nghìn dây hụi online hưởng lợi hàng nghìn tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ nhóm Trần Nhân cho khoảng 10 người vay tiền, lãi cao trái phép dưới hình thức nhận hụi với mức lãi suất cho vay từ 102,24% đến 368,27%, thu lợi bất chính số tiền gần 200 triệu đồng. Liên quan đến các tội phạm cho vay nặng lãi, hôm qua ngày 4 tháng 7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Công Hiếu, giám đốc công ty thu hồi nợ Thái Dương, cùng các bị cáo là nhân viên công ty gồm Nguyễn Trọng Lai, Nguyễn Hoàng Minh, Vũ Ngọc Tú, Lê Bá Hải Luân, Nguyễn Đình Toàn về tội cưỡng đoạt tài sản. Tại phiên tòa, bị cáo Hiếu thừa nhận có ký hợp đồng với Nguyễn Thanh Tâm và chỉ đạo các bị cáo khác đi đòi nợ. Tuy nhiên, theo Hiếu nhận thức thì đây chỉ là thực hiện theo thỏa thuận dân sự chứ không cưỡng đoạt tài sản. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận thấy hồ sơ vụ án có nhiều vấn đề về nhân thân của bị cáo Hiếu chưa được làm rõ nên đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Theo cáo trạng, năm 1995, ông Nguyễn Hoàng Anh cùng vợ là bà Dương Ngọc Hạnh và hai người con kinh doanh quán lẩu cá kèo Bảo Huyện 2 tại số 10 Nguyễn Thông, quận 3. Quá trình kinh doanh, ông Hoàng Anh có quen biết với bị cáo Nguyễn Thanh Tâm. Theo Tâm khai, thì ông Hoàng Anh có vay của Tâm 106.450 USD và 200 triệu đồng. Ngày 1 tháng 10 năm 2017, ông Hoàng Anh qua đời. Giữa tháng 10 năm 2017, Tâm đến gặp bà Hạnh để đòi lại số tiền trên. Tuy nhiên, trước khi mất, ông Hoàng Anh đã nói với gia đình chỉ còn nợ Tâm 1,2 tỷ đồng, tương đương với 46.000 USD và 200 triệu đồng, nên bà Hạnh chỉ đồng ý trả lại số tiền này. Ngày 15 tháng 11 năm 2017, Tâm đến nhà bà Hạnh và đồng ý chốt nợ là 1,2 tỷ đồng. Bà Hạnh đã trả đủ số tiền này cho Tâm. 3 năm sau, do công việc kinh doanh gặp khó khăn, Tâm nhớ lại ông Hoàng Anh còn nợ mình khoản tiền 60.450 USD, tương đương với 1,4 tỷ đồng. Ngày 28 tháng 7 năm 2020, Tâm làm giấy ủy quyền và ký hợp đồng thu hồi nợ với công ty thu hồi nợ Thái Dương do bị cáo Bùi Công Hiếu làm giám đốc để đòi tiền. Hai bên thỏa thuận sẽ chia 30% trên tổng số tiền đòi được. Tâm đồng ý với cách thức mà Hiếu cùng các nhân viên thực hiện để lấy được tiền. Sau khi ký hợp đồng, ngày 27 tháng 8 năm 2020, Tâm đi cùng Hiếu và một số nhân viên của công ty đến quán lẩu cá kèo đòi nợ. Gia đình bà Hạnh không trả vì trước đó đã trả toàn bộ số nợ cho Tâm. Hiếu liền chỉ đạo nhân viên đến quán lẩu Cá Kèo, khóa trái cửa, tạt sơn, gọi điện thoại cho gia đình của bà Hạnh, giả giọng người đã chết, để uy hiếp tinh thần, gây áp lực buộc trả nợ. Ngày 31 tháng 8 năm 2020, Hiếu chỉ đạo Nguyễn Đình Toàn và Nguyễn Đức Huy đến khóa trái cửa nhà bà Hạnh. Ngày 1 tháng 9 năm 2020, Hiếu chỉ đạo Toàn và Huy đến tạt sơn vào nhà của bà Hạnh. Ngày 5 tháng 9 năm 2020, Hiếu chỉ đạo cho Toàn và Vũ chưa rõ lai lịch đến tạt sơn vào nhà bà Hạnh. Chiều ngày 7 tháng 9 năm 2020, Hiếu chỉ đạo cho Toàn, Vũ, Nguyễn Hoàng Minh và Vũ Ngọc Tú đến tạt sơn vào nhà bà Hạnh. Lực lượng công an kịp thời xuất hiện và bắt giữ Nguyễn Hoàng Minh, Vũ Ngọc Tú, còn Toàn và Vũ chạy thoát. Đến ngày 9 tháng 9 năm 2020, Hiếu chỉ đạo Lê Bá Hải Luân gọi điện cho con gái bà Hạnh, giả giọng người cha đã mất để hù dọa, yêu cầu gia đình giao tiền cho Tâm. Ngày 18 tháng 9 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Công Hiếu, Nguyễn Trọng Lai, Nguyễn Hoàng Minh, Vũ Ngọc Tú và Lê Bá Hải Luân. Đối với Nguyễn Thanh Tâm, sau khi thuê Hiếu và nhân viên của Hiếu đe dọa gia đình bà Hạnh để đòi nợ, Tâm đã bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã đối với Tâm. Ở một diễn biến khác liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi do người nước ngoài cầm đầu, ngày 8 tháng 4, lực lượng chức năng đã bắt giữ Bugarskei Timu và Krasu Irina, 39 tuổi, cùng quốc tịch Ukraine để điều tra hành vi cho vay lãi qua giao dịch dân sự. Theo cơ quan điều tra, Bộ Công an gần đây phát hiện nhóm tội phạm nước ngoài liên kết với người Việt Nam, thành lập các doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao để hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn. Những công ty này cho người dân vay lãi nặng lên đến 2.000% mỗi năm. Sau khi thu thập chứng cứ, công an đã bắt giữ Bugarskei Timu và Krasu Irina khi hai người này nhập cảnh vào Việt Nam để điều hành các công ty cho vay. Cùng thời điểm, các tổ công tác đồng loạt tiến hành khám xét 4 công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra xác định, đường dây phạm tội này do Katerichi Roman, 38 tuổi, quốc tịch Ukraine, hiện đã bỏ trốn, cầm đầu. Người này kết hợp với Lê Thanh Huỳnh Cang, 53 tuổi, Nguyễn Thị Nhất Phương, 34 tuổi để hoạt động tín dụng đen qua các app easycash.vn, OnCredit hoặc trang web oncredit.asia.com. Từ năm 2019, Roman đưa Cang số tiền 400.000 USD để lập các công ty tài chính cho vay. Năm ngoái, ông trùm người Ukraine tiếp tục bơm thêm 11 triệu USD, nguồn tiền từ công ty SCA của Singapore và ngân hàng TAS của đảo Cyprus. Cang và các đồng phạm người Việt xét duyệt quy trình cho các khoản vay từ 500.000 đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm do ông trùm người nước ngoài cung cấp, lãi suất từ 365% đến 2.000% mỗi năm. Qua các tài liệu thu thập được, công an đã xác định đường dây này có hàng trăm nghìn khách hàng người Việt, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Đến nay, Cục Cảnh sát Hình sự đã triệu tập 63 người, thu 68 laptop, gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan khác. Hiện vụ án đang được Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.